Bị ông Thắng là quýnh hay là thắng hay là què với anh Tấn Tương Lai đó. Đừng có dẫn cháu cái kỳ đó chứ. Bữa ra chú hỏi với anh Thắng, anh quýnh cái gói bay, anh quýnh cái gói bay rồi anh quýnh cái kiểu nào mà bay vậy? Anh nói anh đào lỗ từ tấc hai tấc tới năm tấc. Khi mà con nhảy lên quýnh là con đứng trên mặt đó, con nhảy cái gói là tới mặt rồi. Anh quýnh cái gói rồi, ông quýnh cái gói bay mà con đá vô vậy, con đá con phá Tấn Tử rồi. Con vô con phá Tấn rồi, cái cẳng là ông bỏ qua là ông quýnh cái gói lưng vô mặt, cái ứng rớt ra rồi. Nhưng ông quýnh cái gói này thì con đỡ, ông quýnh cái gói nghịch thì con đá này ông quýnh vô cái bập mà con đá vừa bập vô hộ mà cái chân ông quéo trở lại rắn kéo cái này rồi ông quýnh cái nghịch, ông đậu luôn quýnh hơn. Hôm đó chú Bá gặp một người anh em đó là anh Hạng, bây giờ anh chết rồi sống đã quá đã chịu nổi. Chú Bá đi qua học ngày xưa gọi là không vũ đạo, bây giờ gọi là karate, nếu mà học karate với judo luôn. Nên chú Bá mới biết là những cái cẳng đó chứ nó ngoài thường, con đâu con không học đó, con phá khó phá cái cẳng lắm. Cái xong giải phóng thì giải phóng ở ngoài kia trước, ở Đà Nẵng trước, ở Quảng Trị trước, thì lúc đó mấy anh đó và anh mới đi thuyền mới mới vô nhà chú Bá. Hiện giờ còn mua cái nhà ở bên 212 đường Trần Bá Xưa là tư hoàng dạy. Cái kinh tế mới 5177 khổ quá. Bây giờ quê chú được anh Chi dạy, mà nhà anh Chi hỏi là anh chết nữa rồi. Anh lớn chú Bá bao nhiêu tuổi, mấy tuổi mà chết? Mấy ông này cũng ham chết sớm quá, phải để cho tôi tới giờ tôi đi tìm mấy anh. Dạ anh dạy rồi tư hoàng. Cái một cái hôm đó là có anh Hồng Kim Thội, tức là gọi là tự bảo hội dòng họ đó, anh quýnh đài cũng 9 lần. Nhưng mà ở bên Mỹ Thắng mà anh học đó là anh là thầy giáo gì dạy học, không biết mầm non hay lớp 1, chú có không để thêm quýnh đẹp quá. Chú Bá nói thôi thầy anh kêu bằng anh chỉ em một hai đòn cho em hiểu được là cái võ thuật bình định. Ngu sống học, không khiêm tốn là không nên học võ, không khiêm tốn thì không bao giờ làm lãnh đạo. Hãy khiêm tốn, con nói con không biết, người ta dạy con biết làm sao người ta dạy con. Mà học tốn tiền, tao dạy không học. Mấy ông kia ăn vàng dữ lắm. Lúc đó ra chú Bá ra vùng Mỹ cho đánh đài. Lúc đó có anh Tấn Tương Lai, anh có đâu nè, anh bữa làm trọng tài, anh em quân vô. Rồi lúc đó thầy Phan Thọ chưa có nổi danh đâu, sau này nổi danh chứ hồi chú nhớ bằng 9, 80, 81 rồi, đâu có đâu có nổi. Như thầy nào ở Gia Lai vậy, trời nói tắt ngang quên bà gì phải Thọ, Hoàng Thọ. Thầy Hoàng Thọ cũng hay không biểu diễn. Rồi có thầy Hà Trọng Sơn, Hồng Kim Nghi, anh Tấn Tương Lai, Kim Sĩ ở Phù Mỹ, chứ mấy vô đường vô quên đó. Chứ mang cái chức võ sĩ tự do, chú quýnh giữ rất thầy mình quýnh trong Nam rồi, quen rồi, là quýnh trong Tăng, là vợ chú Bá chết. Chú Bá mới thối lui về trong Nam, chú nó khổ lắm, đập xích lô. Thì lúc đó anh Nhân Siêu cũng đập xích lô chung mình, thì lúc đó cái thằng Thọ nó quýnh hay, là Thọ nó quýnh 7 lần. Bên không biết chịu Tu Long với Hồng Nguyên ngày xưa quýnh sao chú Bá không biết nha. Nhưng mà sau ngày giải phóng là quýnh không lại ở bên Lam Sơn, Thọ nó quýnh lè lắm. Con dơ tay nó vô nó quýnh rồi, con dơ chim nó vô nó quýnh rồi, nó có né đâu. Thọ nó quýnh ghê, nó quýnh 7 thằng là chuyển diện thôi không á. Cái dơ giới thiệu vô cho chú Bá, thầy Quế Phước, thầy Quế Hội. Bây giờ em học có mãi sao, mà em học bên này bên kia làm sao, em quýnh cho thầy thử. Rồi thầy cho sơ cấp, trung cấp và cao đẳng, em quýnh. Rồi thầy mới coi được, thầy mới cho lên đài. Một người vô, con tin chú Bá quýnh chỉ một giây một, mà ba người vậy. Rồi chú lành lắm, chú quýnh quen rồi, nhìn cái cẳng nó cứ trước sao là chú biết đó, chú tránh cái cẳng nó ngại con vậy. Chú tránh cẳng mà con cà chớ là con vô chân trước chân sau là chú quýnh con lộn thành món nó thôi. Chú món thôi, bây giờ tao khiêu người ta thay, tao phủ tao đâu có sao vậy đâu. Thì bây giờ bọn mày đá hai mày đá chân trước, hai mày đá chân sau, chứ mày đá gì nhớ cả nào. Còn mày quýnh mà cái đồ quen nữa là tao quýnh mày tét hắn luôn. Hồi chú chỉ con phá cái đồ quen cực kỳ hay, quýnh tét hắn luôn. Đấy, chú quýnh xong thì lúc đó chú đụng biết bao nhiêu người. Lúc đó có thầy Lê Dung Lắm nữa, học trò anh Hải anh gì đó, quá trời mà không ai dám đụng chú Bá. Tự nhiên có anh Lê Kim Tùng, Lê Kim nha, Lê Thanh là ổng là ông nội chú, quýnh mà ông là ổng cũng được. Lý Quang Tôn, anh là luật sư, là như là em vợ của thầy Phi Long Chánh. Để hồi chú kể cái
cái dòng họ Phi cho nghe. Thì lúc đó chú đánh lên rồi, lúc đó chú hung hăng lắm. Lúc đó đạp trên lô, đạp chai đuối tôi có 8.000 bạc. Lên đánh được 250, tạo vậy em đánh. Đánh, nhưng mà không biết có một anh nào là gió đường Long Thành Tiền lên đụng với anh Lê Kim Tuồng gió đường Minh Sang, anh quýnh chỉ có một phút hai sau nằm đóng. Lúc đó chú hết hồn rồi, ông nhảy lên thỏ nó, ba, ê, mày nhắc tao vụ nhất mã như mã tao muốn quánh được nha, mày không hồn chả quýnh tao thối hàng luôn. Tại chú có mật mã, con nhắc chưa chú biết giao trò đừng dạy nhiều, con dạy hai cái chân đó đi vô là nhất, bỏ qua là nhị, cứ dạy quýnh à, chứ đừng có giải nó nhiều nó ngu lắm đó. Như nãy chú vô chân trước rồi nhất rồi đó, có chú xỉa vô là chú quýnh rồi đó, chú quánh. Nhưng mà lúc đó chú cọc quá, chú chửi đụng mẹ tắt không, chú không đúng, chú thua anh Lê Kim Tùng. Nhưng mà Lê Kim Tùng sau này là đục cũng nhiều lắm, mà không biết ảnh đâu giờ, không biết là đi tới thăm anh Lê Kim bảy cái đường Minh Sang. Còn anh Lê Kim Tùng, anh cụ gia đình miền Nam, ảnh là võ đường Lê Đại Hoa nói còn bảy. Còn bây giờ muốn nói về võ đường Phi Long nay chú nói thiệt luôn để cho hiểu, ông nội tức là ông cố của ông Sơn á là học ông Dượng, học làm sao mà không tới đó. Thì ông nội bữa lên học ông tổ Mười Hổ, ông biết Mười Hổ chắc quýnh chết mượn cọp sao vậy, Mười Hổ nghe tên người quá, là ông đó cũng dạy cho ông đó dạy cho ông hồ ngạnh luôn đó. Thì ông đó bữa về thì ông nội tức là của thầy Thiên Thảo bữa dạy lại ba thầy Thiên Thảo, tức là ông nội chú tên gì chú không biết, cái tập của ông ta mà mình tìm hiểu mình nói sai người ta không chịu. Thì ba của thầy Thiên Thảo là Hương Kiểm Kính, ông quýnh đài là hồi đó ông quýnh ông biện quyền là ông quýnh một cái gối là ông biện quyền đi luôn á, ông dỗ lúc cái gối bay ghê lắm, để hồi chú giảng nghĩa gối bay của anh Phi Long Tắc nữa. Thầy bắt đầu thầy Hương Kiểm Kính biệt hiệu là Phi Long, bữa dạy cho người đầu tiên học trò là Phi Long Thắng. Phi Long Thắng là quýnh hay là thắng hay là què với anh Tấn Tương Lai đó, mà đừng có dẫn chơi cái dòng họ Phi nó cũng cười lắm á, chứ không phải đâu nhà đâu. Thầy bữa dạy cho thầy Phi Long Thắng là hai người rồi, tức là hai người mình gọi là cụ chào dạy tới ngàn người, nhưng mà giữa mấy người nó rốt còn hai ông có giỏi, nhưng anh Thắng anh không con, anh không truyền bá nữa. Rồi anh Long mình gọi là thầy Phi Long Long cũng dạy chứ quá nữa, thầy bữa đẻ là Phi Long Hải với Phi Long Du với Phi Long Phê nằm ở ngoài Bình Tân Phan Thiết nè. Còn bữa hổm anh nào nói chú bá ơi chú nói sai rồi, anh Hải đó không phải đệ tử dưới chứ mà đâu, nó sai tại vì thầy Phi Long là Hương Kiểm Kính, ông có hai bà vợ, ông có bà vợ này đầu thì đẹp đẻ đầu tiên á là thầy Quỳnh Hiên với đứa con anh Hải anh gì đó, anh biết chơi xì ke ông nội quýnh gì mấy ba. Còn má của thầy Thiên Thảo là dòng sao, ông hai bà vợ, mấy ông võ sư là nhiều vợ lắm, trai tài gái sắc mà, cũng giống như chú bá học Phi Long gì học mà không giờ học hết được, biết sao không hết không, ông tới 12 đời vợ ông nội sao học hết. Thầy Hương Long thì cũng nói nữa, thầy bên má sao rồi đẻ là thầy Phi Long Thảo nè, đẻ là Phi Long Xanh nè, anh Phi Long Mười nè, nhiều anh lắm, dòng dõi rồi dữ dằn không à. Rồi sao giải phóng làm anh bỏ mấy ông bao quýnh thấy ghê lắm. Nhưng mà cái người mà gọi là giỏi dở chú bá không dám là anh Phi Long nha, đừng có bàn. Nhưng anh tạo ra anh Phi Long Hải, anh giỏi dở nhưng mà anh cũng quýnh cả 100 trận, anh quýnh từ năm 79 anh quýnh tới 2008 nó vẫn nghỉ, mà năm 93 là cấm có chỗ anh không quýnh không, anh mở phòng thể dục cái thao trên Thống Nhất chưa, mấy kia không biết nó bậy tuyên cháo chơi chứ bác vậy kệ, còn con anh đó kìa mới gửi cho chú cặp đĩa kìa, anh qua bển anh dạy thằng này quýnh nó kích bút sinh á, bên nước á nó quýnh rồi, nó quýnh mấy nhiệt té rồi nó quýnh kìa, nó còn cặp đĩa gửi về chú bác rồi. Thầy lúc đó anh Phi Long là gọi anh Tư Bốn, ảnh bước dạy cho anh Phi Long Du chết rồi, anh Phi Long Du sau này võ sư bên Tây Ninh á,
rồi ổng dạy nữa, còn Phi Long Phê giờ đang ngoài kia, còn còn anh Thắng anh không không dạy. Rồi thì bữa hiểu tại sao mà đẻ ra được cái dòng Phi Long Chánh, là then chốt của Phi Long Chánh nằm ngoài Nha Trang là như thế này. Khi giải phóng ở ngoài 75, chưa tới 75, chưa tháng 4, 30 tháng 4 thôi, 75 thì lúc đó rồi nó nổ quá rồi, chịu nổi pháo rồi chiến tranh mà bước chạy vô Nha Trang. Thầy anh Phi Long Chánh, mình nói anh cho dễ hiểu, anh Phi Long Chánh này cũng ở cùng với huyện Phù Cát với sư tổ Phi Long là ông Hương Kiểm Kính bước dạy, rồi anh Phi Long Xanh dạy, rồi thầy Phi Long Thảo bước dạy ngoài Nha Trang, bước tạo ra võ đường Phi Long Chánh là có ra đời năm 1977. Còn trước năm 75 là có anh Long với anh Thắng, có nhiều lắm. Rồi có anh gì đó mới đây nè, ở ngoài Biên Hòa mới dạy nè. Phi nhiều lắm. Cái dòng họ Phi nó một rừng Phi luôn á. Đó, nên tụi nó không biết sao cho ba biết cậu quánh răng cỏ với tao không biết đâu. Nó diễn trời rồi. Thì ở ngã ba Phúc Tài đó. Thì kỳ đó chú mới ra, chú hỏi với anh Thắng, anh quấn cái gói bay. Anh quấn cái gói bay rồi anh quấn cái kiểu nào mà bay vậy? Anh nói anh đào lỗ. Từ tấc hai tấc đến năm tấc, khi mà con nhảy lên, con nhảy lên quýnh là con đứng trên mặt đất, con nhảy cái gói là tới mặt rồi. Anh bay như chim. Còn bây giờ là lóc phá, ngày xưa không cho lóc phá. Chờ. Không. Lóc phá thì của Thái bên mình đâu cho. Nhưng mà miễn sao mà quýnh được rồi. Còn bây giờ là chơi lóc phá luôn, bây giờ cho á chỉ ông trời mới quýnh, quýnh cái đầu lóc phá rồi đó. Bon. Chắc ăn đồ. Chứ giờ đâu quên. Quýnh lại nó đâu. Cứ tập chân rồi nó đá gì đó. Thì Nguyên Thắng rồi, phải là Thắng có tiếng đó. Anh bước chéo ngang chút xíu, anh đập một cái đồi que, không thấy là cái dừa cho nó, dừa khô rớt xuống. Cái tay không, con hỏi không phải là chú á, nó nổ rồi nha. Ra hỏi quá, dám đụng Nguyên Thắng. Hà cho con bé rồi, quýnh hai cặp gối là ối máu nằm tại chỗ. Quýnh tương đương, không biết quýnh tương đương với anh Tấn Thương Lai sao đó. Đừng có dẫn chơi hoài. Tại vì anh luyện quá rồi, không biết anh có uống mã tiền hay sao mà sao anh không có con. Chắc có. Nên thử cái tướng ổng đó đậu quýnh chứ hồi đó người ta ăn đuôi hổ mạnh lắm, còn có tận bác ăn đuôi nó mạnh lắm. Ngày xưa đó, là người ta không biết, người ta chỉ tập 3-4 tiếng họ ăn ở đó rồi, người ta không có giáo trình giống như bên Thái là 4-8-12. Trong 4 tiếng người ta tập cái gì, tập sẽ làm sao, tập giống như là mixatason nữa. Còn bên Bình Định mình có. Nên thử anh lạm dụng thuốc sao. Anh sửa lên em xem được chưa? Cái đầu gối của anh ở đây anh này không có đen hết, tay đen hết trơn. Bằng vô địch không? Dài hết. Anh quýnh cái gối rồi, ông quýnh cái gối vai mà con đá vô vậy rồi. Con đá, con phá tấn tận rồi. Con vô con phá tấn rồi, cái cẳng là ông bỏ qua là ông quýnh cái gối lưu vô mặt, cái ứng rớt ra rồi. Nhưng ông quýnh cái gối này thì còn đỡ. Ông quýnh cái gối nghịch. Con đá này ông quýnh vô cái bật này, con đá vô bật vô mà cái chân ông quéo cho lại răng kém cái này rồi, ông quýnh cái nghịch. Ông đậu luôn quýnh cái gơ. Nhiều khi mình nói gì, ông quýnh ác quá. Chú quá nói lá đầu thử ra nó đụng tới thiền thánh. Chưa bao giờ thua nha. Anh Phi Long Chánh bây giờ tụi này không biết tụi nói thế này. Chú năm nay 70 tuổi giải phóng, chú là được 92 tuổi rồi, rẽ chú quá không biết hết. Không thấy đồ này không, nhưng mà nó so đi so lại. Cái cách luyện mình không bằng Thái, Thái nó học cái giống quỷ gì mà nó luyện cứng quá chú không hiểu. Chú không hiểu nó luyện cái kiểu nào, nó luyện kiểu nào mà nó lóc, nó phá, nó quýnh bà nổ. Cái nọ mà nó quýnh rồi chú sợ luôn. Thấy như giờ tụi nó cứ tập dễ hàng ngày mà. Nó quýnh, nó đâm nó dỗ vô gối, nó tới 11 cái gối á. Bên mình là chỉ có gối thóc, gối có 2-3 cái gối gì, nó 11-12 cái gối á. Rồi con đá cái chẳng vô đâu, nó đủ kiểu đủ gối, trời nó tập kêu quá trời. Đâu trong khi mà mình lớn tuổi rồi, chú bác nói thiệt chú bác thấy không? Cái bài con đó chú bác. Bố ông già dạy. Mà nó có cái đòn gối chỏ á. Mà con đánh ra giờ con đánh chú bác coi thử phải của Phi Long. Không có làm gì. Cái giọng ngoài định nó là giống nhau rồi. Anh xúc đi để em quán. Không nên. Bây giờ đánh không nổi đâu. Có sao vậy? Đòn nặng. Cái đòn nặng nguyên cái bài nặng lắm. Giờ tứng lên đánh không nổi.
là bài quyền hay là đòn? Không có, cũng thế chứ. Bài đòn. Bài đòn nặng lắm. Bài đòn luôn. Đòn mà nặng lắm. Như nào? Ừ, cũng được. Bay cái ừ. Vậy đó, nặng lắm bây giờ. Lớn với là cái không có không gian. Không có không gian. Đánh cái góc này thì tập biết nhiều mà để đánh được cho người ta. Vậy hả? Bay á. Rồi mấy cái góc bộ mở mấy cái trẻ đó, rõ sầm hạnh nè, đánh cái góc qua bay cái chỗ luôn nè. Đó đúng rồi đó. Đó. Cái đó phải có một bài gian. Mà phải có thời gian luyện lại mới được. Vậy đó. Con thấy không? Nói chung nguyên bài vô á, tập nguyên bài đó. Đầu tiên mà vô mà con quýnh hồi đó con còn nhỏ, con tập liên tục. Con biết sao? Con quýnh nó rất là đa diện. Nhiều lắm. Con gặp một địch thủ mà nó giống như con vậy đó. Mà con không phá được lần đầu là đúng con chắc. Đúng rồi, hồi đó tụt. Tại vì nó vô liên quan mà. Con tập liền á, bây giờ múa thì múa liền nhưng mà không nổi. Thực tế á, mà hồi đó mà con tập á, là tập ông già bắt từng đòn. Cứ một đòn ví dụ như đạp, giật giật, là một đòn đó cứ đập hoài bao giờ mà sử dụng được á. Hết chân này rồi tới chân kia. Cứ vậy đó, một đòn mà tập cứ quanh năm xuống tháng là bắt đầu tới đòn phong. Được, cứ phóng hoài phóng một đòn, sau này mới kết nối lại anh, hai đòn cho nó liền. Anh thắng là bắt đầu mới đánh. Con biết sao? Mới đánh tập đòn con không phải tập vậy, không đào lỗ. Con cũng có nhưng hồi đó con đâu có đồ nghe. Con lấy cái bao anh thắng cái đòn mỗi đào một đào sâu xuống tức rộng nè. Cái này là ông để rồi để nè, ông bể ông bay lên rồi nhiều khi á bắt đầu ông đào nguyên lỗ nó sâu rồi nè. Con dở cái chẳng mà dở lên về mà lên tới đây mà ông bay cái gối thật cái này cứng. Cái này nè. Ừ. Mà hồi đó con đâu có đồ nghề, hồi đó mình tập đúng rồi, nhà, rồi. Tự mình chế. thua lấy cái ống quần rinh á, hai ống cột lại, cột vô đây nè, đổ cát vô có hai đầu. Có đầu cũng ra tập nhưng mà nhảy được có vài cái à. Mình không có chí mình xưa làm là xưa đó. Rồi. Thường thường tụi nó ăn chì. Đúng rồi. Để chú nói. Còn đâu mình có. Để chú nói. Với nó ăn cát sao nó hư gần á. Tại vì nó cắn nó sẽ gần này này. Nó sao này thôi khó không được. Tập nhảy lỗ chắc ăn. Con thấy giờ tụi nó nhảy không? Nhảy lỗ nó nhảy. Nó quýnh một cái gối cái chết mẹ. Nó đang đứng vú cái gối rồi ố vô nè. Thấy giờ tụi nó quýnh cái đó không á. Bây giờ nó có đường này không có xưa rồi. Bên thác đạo là ưa mang băng chì. Đứa nào thiết hư á. Nó nặng quá nó vũ nó hư cái này. Đúng rồi cái vô cắn hư cái này. Ừ. Không đào lỗ chắc ăn. Con đầu lỗ nhưng đầu lỗ cọc thêm cái đó nữa nhưng mà không. Con thấy người ta đầu lỗ xong rồi đến lúc người ta đổ bùn nó dưới chú bá để cho nó chắc chân nó nhảy lên á. Không có bùn là khi nào rảnh rỗi người ta chạy ra biển. Nói vậy thôi chứ ai bài bậy mình đi tập. Tại vì mình ra biển á. Ai mình đó là mình tự khổ luyện mà mình nè, để chú bá nói là để ra biển. Ra biển á thì nước biển này nó có tiếng sồn. Đúng rồi. Nhưng mà con đá ngang này á thì mạnh lắm. Nhưng mà con muốn đá lên không được, nước nó dữ. Nên thử khi mà anh Phi Long hồi xưa anh tập vậy. Anh xuống nước anh chát mà đưa là cái nước nó cản lại rồi đá cái những cái đòn quất cái bơ mạnh ai đã bung bay bung dơ gì ổng tập ngoài nhưng mà sáng chạy bộ vòng ở bờ biển sông con á rồi ở bãi biển nó cát nó lúng tới đây rồi mới rút gối được rút gối khùng không phải là tập tự nhiên đổ bùn đi ba có đâu nó nói miệng nó nói ai có gì đâu do mình tự mình luyện mà mấy cái đây là mình tự mình luyện thôi rồi ví dụ chú bá dạy con bẹ con nhẹ hố đó thì bắt đầu mình về mình nghiên cứu thêm mình tập sao cho nó hay có người ta đâu có cầm nó bên đây nó cầm cái tạ vậy nè nó cầm cái tạ nó bắt con gai nó bước lên bước xuống lại lên cao cái giáo trình của Thái Lan cái nhiều đó thôi là nó cũng khác với cái cách tập của mình ngày xưa rồi cái giáo trình Thái Lan mà con thấy nó cầm cái tạ nhỏ đó mà nó giật nó giật cái xô này rồi con thấy cái cẳng á nó buộc sợi dây vô đá vô cái bao mà nó giật lại cái chân nó giật cho lại đó rồi nó đeo cái này vô nó đấm cái này nó đấm nó nhá cái này đúng bam thiết mà cái cơ nó lên còn mấy ông kia ngày xưa dạy rồi nói tập tạ nó đừng cái cơ bà nội với bô kham nó như trâu á chú mà gặp bô kham chú quấn gì không chú quấn bồ cạp con hiểu không gặp nó nội kiểu nó đứng không là nó đi đá không thấy tướng nó như con trâu thấy nó qua nước Việt Nam mình trời ơi nó cao chứ phải mấy tám mấy cho đây nào mà đứng bự nè có cái hồi đó chú hồi chú làm trong lâm sản ở trên bảo lộc Lâm Đồng á chú vô rừng mấy anh kia nó anh đá nghe anh giỏi lắm bây giờ anh gặp cọp anh đánh không đánh chứ thôi gặp cọp hỏi đánh gì đánh bồ cạp bà nội cọp mà kêu đánh cái móng nó quào con vậy là thú thịt
nó vào là đứt gân đó.